Tôi là một trong doanh nghiệp máy tính ở tỉnh Nam Định, luôn luôn đồng hành với nhóm Thiện Nguyện Thiện Tâm và đi rất nhiều các gia đình, các hoàn cảnh hơn nữa. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy rằng đây là một hoàn cảnh quá đáng thương và chưa bao giờ có thấy hoàn cảnh đáng thương như vậy. Vậy tôi hy vọng trong thời gian tới, tôi tiếp tục cùng nhóm Thiện Nguyện Thiện Tâm được quay trở lại đây, có những cái hỗ trợ về vật chất, tinh thần để động viên gia đình vượt qua những cái khó khăn. Xin mời các anh chị và các bạn hãy xem lại toàn bộ buổi trao quà từ thiện cho gia đình anh Hà Văn Nam và chị Đoàn Thị Hảo ở xóm 1, thôn Lạc Chính, xã Trực Kha, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định của nhóm Thiện Nguyện Thiện Tâm Nam Định. Chị và các bạn, hôm nay nhóm Thiện Nguyện Thiện Tâm Nam Định về xã Trực Khang, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định để trao số tiền 31.500.000 đồng cho gia đình anh Nam tại đây. Xin mời các anh chị hãy cùng chúng tôi để vào trao quà cho anh chị và anh Nam. Thưa các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các cấp chính quyền tại địa phương, thưa bà con nhân dân, các nhà hảo tâm cùng các anh chị em trong làng, lời đầu tiên thì cho phép tôi xin được gửi tới tất cả các anh chị một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Và tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Tâm, họ Bùi, có tên đầy đủ là Bùi Thế Tâm, biệt danh là Thiện Tâm. Hôm nay đi cùng đoàn này có anh Nguyễn Phi Dũng, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Yên Học Phi Dũng, là đại diện cho doanh nghiệp, và cùng tất cả các anh chị đại diện cho các nhà hảo tâm của nhóm Thiện Tâm Nam Định. Các anh chị, nhóm Thiện Tâm Nam Định được thành lập từ tháng 3 năm 2016, từ ban đầu chỉ có 3 thành viên, đến nay thì nhóm đã có gần 4.000 thành viên. Hoạt động của nhóm chủ yếu là kêu gọi các nhà hảo tâm, các tấm lòng nhân ái để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, các cụ già, cô đơn, không nơi nương tựa, người em mồ côi. Nhóm Thiện Tâm Nam Định tự hào, vinh dự tự hào là cầu nối đáng tin cậy giữa các nhà hảo tâm với các hoàn cảnh nghèo, các đồng bào vùng sâu, vùng xa. Vâng, thưa các anh chị, qua các phương tiện thông tin đại chúng và qua một tình nguyện viên của nhóm gửi về hoàn cảnh của gia đình anh Hà Văn Nam và chị Đoàn Thị Hảo tại xã Trực Khang, Trực Ninh, tỉnh Nam Định, thì qua tìm hiểu thì chúng tôi được biết anh Nam đây thì là trụ cột trong gia đình. Thì anh ngoài bị bệnh cúm ra thì anh còn bị bệnh suy thận, thì hàng tuần là anh phải 3 lần lên bệnh viện Nam Định để chạy thận. Đây là chị Đoàn Thị Hảo, thì chị là công nhân của nhà máy cổ phần bất động sản Nam Định. Chị thì đang bị ung thư đại tràng, còn cháu gái đây thì bị tự kỷ và bị không biết học sinh rồi. Thế còn cậu con trai lớn kia thì năm nay là 14 tuổi, thì anh chị biết là cái số cân thì như kiểu trẻ cũng lên kiểu lên 5-6 rồi, 14 tuổi à. Thì khi sinh ra thì là cháu đã không có hộ môn rồi, cái gia đình là đã đưa cháu đi lên bệnh viện Nhi để khám, thì trên đấy thì họ phát hiện ra là cháu bị bệnh tim bẩm sinh, thì họ hẹn là đến năm khoảng 15 tuổi thì đi mổ. Thế nhưng mà lần này thì sức khỏe của cháu rất là yếu, thế nên gia đình lại vay mượn để cho cháu đi khám tiếp, thì trên bệnh viện Bạch Mai thì họ lại phát hiện là cháu bị teo phổi, tức là hẹp phổi và teo phổi, thì bây giờ là phải đưa sang bệnh viện Việt Đức để ghép phổi. Tức là muốn phẫu thuật được tim thì phải ghép cái phổi đấy. Thì chi phí cho một cái ca ghép phổi này, như giáo sư ước nói là ngoài tiền hỗ trợ ra là phải chi phí hết khoảng 1.2 tỷ. Đấy.
ngoài ra hỗ trợ ra xong thì cứ mỗi tháng phải mất 5 triệu tiền thuốc nữa thì để khôi phục lại cái bệnh cho cháu. Thì qua tìm hiểu thì nhóm chúng tôi thấy là đây là một hoàn cảnh rất là đáng, một hoàn cảnh khó khăn rất là thương tâm. Thế là chúng tôi đã về là viết bài kêu gọi trên mạng xã hội và được rất đông là các nhà hảo tâm là ủng hộ. Thì qua một thời gian rất ngắn thì chúng tôi đã quyên góp được một số tiền là 31.500.000 đồng. Hôm nay là ngày 15/3, chúng tôi sẽ đến trao trực tiếp cho gia đình anh em và chị Hảo số tiền 31.500.000 đồng. Hy vọng với cái số tiền này, gia đình sẽ dùng đúng mục đích và hiệu quả để không phụ lòng các cái nhà hảo tâm đã tin tưởng các đoàn tình cảm cho anh chị. Và sau đây thì anh Nguyễn Thị Dũng thì đại diện cho doanh nghiệp và các nhà hảo tâm thì có đôi lời chia sẻ cùng gia đình và cùng các anh chị. Vâng, tôi là Nguyễn Thị Dũng, giám đốc công ty máy tính kỹ thuật ở thành phố Nam Định. Tôi đồng hành với tôi thì cũng có anh Nam, công ty an ninh mạng UNS và công ty năng lượng mặt trời là chỗ anh Tuế ngồi cạnh tôi. Thì chúng tôi là những doanh nghiệp, thế nhưng mà cũng thấy các cái hoàn cảnh khó khăn thì luôn luôn cũng đồng hành với nhóm thử nghiệm thiện tâm đó để đi cũng là động viên trước hết là tinh thần cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn, các cháu mồ côi hoặc là các cái cháu mà tàn tật. Thì hôm nay đây thì cũng được nhóm thiện tâm thông tin và chúng tôi cũng đồng thời cũng đến đây cùng với nhóm thiện tâm để có một chút quà, ngoài ra cũng có những lời động viên gia đình, cũng để cho gia đình có những cố gắng phấn đấu để mà khắc phục vượt qua mọi khó khăn. Ngoài ra thì hôm nay chúng tôi đến đây cũng trên tinh thần là cũng mong muốn có những cái hình ảnh để truyền tải thông tin trên mạng cho tất cả các anh em đồng nghiệp gần xa biết tin, tiếp tục có những cái hỗ trợ tiếp cho gia đình, cho các cháu, ít nhất thì cũng giảm bớt được những cái khó khăn của gia đình. Và cũng chỉ mong rằng thông qua đây thì cũng mong các cấp chính quyền địa phương tạo điều kiện cho các đoàn được về trực tiếp để chia sẻ góp phần một chút những cái khó khăn cho gia đình của anh Nam với chị Hảo. Thế thì cuối cùng thì tôi cũng chỉ mong rằng là anh Nam, chị Hảo cố gắng phấn đấu, ít nhất thì cũng là tuy không phải là họ hàng, tuy không phải là ruột thịt mà cũng không phải là quen biết gì cả, nhưng mọi người vẫn luôn luôn ở bên cạnh gia đình và đồng hành gia đình thì không có vấn đề gì là khó khăn cả. Chỉ mong rằng mọi người là quyết tâm trước hết là về tinh thần. Tôi hy vọng rằng là chắc chắn sẽ có những phép màu đến với gia đình. Vâng ạ, thế là cũng xin là chúc tất cả mọi người mạnh khỏe, chúc gia đình anh Nam và chị Hảo sẽ còn có những cái may mắn hơn. Chưa có trường hợp nào nó khó khăn như trường hợp của cháu đây. Thế thì hôm nay là chúng tôi cũng rất là
cũng như tổ chức các công ty, hai công ty và các bác trong toàn của hội trung tâm xin chân thành cảm ơn các bác và chúc các bác của làm nhiều việc tốt ủng hộ cho các cái trường hợp khó khăn không những ở địa phương chúng tôi mà nhiều địa phương khác xin chân thành cảm ơn. Tôi là một trong những doanh nghiệp máy tính của tỉnh Nam Định luôn luôn đồng hành với nhóm thiện nguyện thành công và đi rất nhiều các gia đình, các hoàn cảnh hơn nữa. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy rằng đây là một hoàn cảnh quá đáng thương và chưa bao giờ có thấy hoàn cảnh đáng thương như vậy. Vậy tôi hy vọng trong thời gian tới tôi tiếp tục cùng nhóm thiện nguyện thành công được quay trở lại đây có những cái hỗ trợ về vật chất và tinh thần để động viên gia đình vượt qua những cái khó khăn. Thank you.
chúng tôi đã đi làm thiện nguyện được rất là nhiều năm, nhưng mà chưa thấy một cái hoàn cảnh nào khó khăn như cái hoàn cảnh của gia đình anh Nam chị Hảo vào đây. Tôi hy vọng rằng là chúng tôi sẽ tiếp tục để kêu gọi các nhà hảo tâm để tiếp tục giúp đỡ gia đình anh Nam chị Hảo, và sẽ một ngày gần đây chúng tôi lại tiếp tục đến để trao tiếp những phần quà tiếp theo cho gia đình anh Nam chị Hảo. Thưa các anh chị và các bạn, các anh chị và các bạn vừa xem những hình ảnh chúng tôi trao quà tại nhà anh Nam chị Hảo tại xã Trực Thăng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Và hy vọng video này sẽ mang đến cho các quý vị những hình ảnh thật là đặc sắc. Vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại. Tinh thần. Gần đây luôn, cái gì nữa? Thôi, con đi về nhé. Không cần là cháu không biết nói gì cả, thôi rồi cháu quay về đi.